Chào tất cả các bạn. Hôm nay YouTube channel của tụi mình có tổ chức một cái cuộc tặng quà nho nhỏ, gồm có bao thun có in hình Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo và bản đồ Việt Nam rất là đẹp. Chút nữa mình sẽ cho các bạn coi áo sau. Có ba lý do vì sao mà YouTube channel của tụi mình hôm nay tặng quà. Lý do thứ nhất là mình muốn giới thiệu đến các bạn những hình ảnh của các vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Lý do thứ hai là mình muốn kêu gọi các bạn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, nhất là các bạn trẻ Việt Nam tại Mỹ. Lý do thứ ba là mình muốn giới thiệu đến các bạn cái YouTube channel của tụi mình để các bạn có thể vào xem những video và học hỏi tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa xã hội tại Việt Nam. Lần này thì mình dành tặng bao thun đầu tiên cho các bạn trẻ Việt Nam tại Mỹ trước, nhưng mà hứa là tháng sau thì mình sẽ tổ chức thêm một lần nữa và tặng cho các bạn ở Việt Nam. Nhưng mà rất là xin lỗi các bạn ở Việt Nam, lần này là chỉ dành cho các bạn ở Mỹ. Nhưng mà hứa là tháng sau sẽ dành tặng cho các bạn ở Việt Nam, lúc đó các bạn ở Việt Nam nhớ tham gia nha. Bây giờ thì mình sẽ đầu tiên á, là mình muốn giới thiệu đến các bạn là áo của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với bài Hạch Tướng Sĩ ở bên dưới. Cái áo này thì nó có size large cho các bạn nam. Áo thứ hai á, là có bản đồ Việt Nam với tên gọi là Rồng Việt, rất là đẹp. Áo này thì có size M, size medium các bạn nữ có thể mặc được. Và cái áo thứ ba là có in hình Hai Bà Trưng, với những cái lời giới thiệu về Hai Bà Trưng rất là đẹp. Cái áo này cũng là size medium, giờ các bạn nam mình bạn nữ đều có thể mặc được. Vậy thôi, that's it. Điều kiện để tham gia lần này là các bạn subscribe to this channel, các bạn subscribe vào cái channel này và click like this video, and then các bạn ghi xuống dưới comments là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Kế bên đó thì các bạn ghi là các bạn thích cái áo thun nào, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo hay là Rồng Việt. Vậy thôi, mỗi bạn chỉ cần enter một lần và mình sẽ dùng cái randomizer ở trên internet để chọn ra ba bạn ngẫu nhiên. So cái video này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tuần cho các bạn tham gia, và chúc các bạn may mắn. Mình sẽ gửi message riêng cho ba bạn được chọn và sẽ làm một cái video để công bố kết quả. Bye. Làm sao đồng được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông rằng vào đây sẽ phải mong còn ghi dấu vạch đằng ra cùng sông. Về ngày sau nhớ hôm nay, người Việt Nam tay cầm tay, tình yêu nước đến bên nhau đứng chung lòng vào.